Xin chào đại gia đình đang đến với kênh của Lợi nha. Tiếp tục là một ngày đẹp trời. Ngày hôm nay để xem coi vợ Lợi đang làm món gì để đãi cả nhà mình nha cả nhà ơi. Hello vợ yêu. Chào cả nhà. Nay em làm món gì? Nay em sẽ làm món nạp xưởng chiên với khô cá dứa chiên. Chiên xong mà em đem tỏi ớt, đem nước mắm á. Rồi mình ăn chiên xong hả? Nay em sẽ làm kiểu khác cho anh ăn. Anh cho cô chú anh chị nào mà mua khô dứa của mình á làm theo. Vậy hả? Đúng rồi á, em phải làm để hướng dẫn nha. Cô chú anh chị nào mà đã ủng hộ khô mình dứa lạp xưởng mình phải ăn lạp xưởng cá dứa chứ. Đây lạp xưởng với cá dứa. Này cả nhà, lạp xưởng á mình ăn không hết, mình mua về mình để mình cứ bỏ ngăn đông nè. Em ăn không hết em vẫn bỏ ngăn đông bình thường. Khi ra chiên ra vẫn ngon bình thường nha cả nhà. Còn cá dứa để một lát em cắt ra. Cá dứa với lạp xưởng, hai cái này là vợ lại bán đó cả nhà. Lạp xưởng là 290 một ký, còn cá dứa là 350.000 một ký nha. Em giao 50 ký. Lạp cả xưởng. Nhà tranh thủ đi nha, chứ tới ngày 20 âm lịch là học giao đó nha cả nhà, chỉ giao gần thôi. Tại vì gần tới ngày bưu điện nghỉ rồi. Với Tết có hàng nhiều nên sợ chậm trễ hàng lắm. Này mặc áo chấm bi đẹp quá ta. Áo này lúc mập mà không vừa cái cốc. Giờ lôi ra. Tối nay em có xem Thánh Súng bé Ngân Thảo diễn đó. Không? Dễ thương quá dễ trời thương ha. Nhận, tự nhiên ghê ha. Tự nhiên anh xem cái anh nhớ lúc anh thi quá trời quá đất nhớ luôn. Nằm nhớ ơi là em nhớ. Em dễ thương vậy đó, không có diễn ha. Sao không diễn? Diễn á chứ. Diễn mà diễn thật là diễn cho người ta dễ xem, dễ nhìn, dễ thương. Bữa nay là còn có mười mấy ngày nữa tới Tết. Quý vị khán giả mình biết không, lên sân khấu á là tự nhiên cái mình sẽ bắt theo cái nhịp của khán giả, là nó sẽ làm cho mình là một cái con người, nó đôi khi là nó không có giống như cuộc sống ở ngoài đời của mình, nên mọi người sẽ dễ hiểu lầm là giả này giả kia, giả bộ này giả bộ kia, nhưng mà đâu phải. Lên sân khấu thì người ta làm mọi cách, người ta bắt nhịp được với lại khán giả, đo lường được cái khán giả họ đang, mình đang làm những gì cho khán giả người ta cười thì mình tiếp tục mình làm để mình có được giải thưởng. Mà tối nay anh xem thì cái anh thấy anh ồ go, anh nhớ lúc hai vợ chồng mình lên sân khấu đứng gì đâu luôn vậy. Chị Trang như Thánh Súng cũng có chồng lên vậy đó. Ừ, tự nhiên hai thấy hai vợ chồng Thánh Súng mà làm nhớ tới hai vợ chồng mình lúc thi. Thường em hả mà em ít coi mà hồi tối này Thánh Súng em coi á hay. Chút xíu nữa hai vợ chồng lại sẽ vừa làm và vừa tâm sự về vấn đề, về câu chuyện mà bé Thánh Súng được giải và lúc là thi và lúc bé Thánh Súng thi có giống nhau và như thế nào không nha cả nhà, là sẽ chia sẻ cho cả nhà mình biết nha. À, với lại cũng đã gặp mặt Thánh Súng ở ngoài đời một lần rồi. À, chút xíu nữa là mình, gia đình mình cùng nhau tâm sự nha cả nhà. Đây hai bà cháu vẫn tiếp tục công việc nha cả nhà, công việc ngay hàng ngày nha cả nhà ơi. Mấy tiền bấm cái tay thường không có gì. Đó. Mình bấm vậy nè. Nó xe ghim rồi mới thấy thương, kêu anh tải xe ghim á, xe ghim hay lắm. Xe ghim thấy thường lắm. Đó. Bữa giờ quay thành phẩm không mà chưa quay lúc làm nè, thấy không? Đó, bấm vậy đó cả nhà. Chúng ta sẽ bấm hết luôn nha. Rồi xong rồi xe cho cái đầu nó nhọn lại rồi bóp lại. Đó, tặng chúng ta vô ghim. Vô ghim như thế này nè. Đó. Giờ tới Tết cũng lãnh được triệu mấy à. Ngon rồi, triệu mấy thì có tiền ăn Tết rồi. Hả má ha. Hát bài nghe má. Hát bài cho mùa xuân tươi mới coi. Trời ơi, chào cả nhà. Mẹ hiền ơi, quê nhà chớ trông con về, vì nơi xứ người con phiêu phạt bản thân cho đời. Từng đêm mình con bận không nhớ mẹ nhớ cha, nước mắt chan cơm mẹ ơi nỗi đau mình con, chỉ mong quê nhà cha mẹ từng êm ấm. Tôi xin con nguyện hy sinh đám đàn mẹ cha, khi mong quê nhà cha mẹ từng ngày êm ấm. Tuổi xuân con nguyện hy sinh
đám đời mẹ cha. Tận trời xa, con thèm bữa cơm gia đình. Dù dưa muối cà nhưng cơm nhà vẫn hơn cơm người. Đời con dù sao đi nữa vẫn phải bước đi. Con sẽ lo cho mẹ cha sống vui ngày sau. Chớ lo nơi này con khờ dầm mưa dãi nắng. Kiếm sao con nguyện cha mẹ vẫn là của con. Chớ lo nơi này con khờ dầm mưa dãi nắng. Kiếm sao con nguyện cha mẹ vẫn là của con. Quá hay. Hay quá con gái ơi. Ồ, ông thích con nghe mày hát. Đó quý vị không, nít nó hát vậy là quá ok, dễ thương gì đâu á. Vừa hát vừa làm bóng đèn luôn ha. Rồi, cảm ơn bé Tiền rất nhiều nha. Đây, khô cá dứa nhìn ngon giả man không quý vị. Đó. Đây. Đó, ba về nhà. Hay gì ta? Đúng rồi. Nè cả nhà cắt như vậy ra nè. Cái mình mua về á, mình cứ để mình cắt ra như vậy, mình khui ra cái mình cắt từ miếng vừa ăn. Cái mình bỏ ngăn đông. Mình để ngày dành ngăn đông á cả nhà, khi chiên cái mình lấy ra mình chiên khỏi còn rã đông nha cả nhà. Cái giờ lại bán là ít mỡ lắm nha cả nhà, thịt không à. Ngon lắm. Bữa nay em giao mười mấy ký nữa nè. Với 50 ký hộp sữa. Vừa ăn dữ lắm nha. Ai đã mua cá dứa của Lợi rồi nhớ comment cho Lợi biết nha cả nhà. Cô cá dứa mình có ăn vừa ăn hôm nha cả nhà. Đó, mình cắt vừa vậy nè cả nhà. Chứ mình bỏ ngang đâu. Cả nhà cứ comment rồi cho vợ chồng Lợi biết nha. Năm nay cô chú anh chị ủng hộ nhiều. Đây là phần xương, xương mà mình chiên giòn lên mình ăn cũng ngon lắm. Mắp 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 rồi. Ba trăm rưỡi một ký nha cả nhà. Còn nạp xưởng thì 209. 0943004625 nha cả nhà. Cả nhà nhớ nha. Đó anh ghi cái số điện thoại xuống á. Ừ. Anh đọc vậy. Không có nhiều cô chú nói trời ơi tua đi tua lại. Anh cũng có game mà. Anh game xuống phần bình luận á. Chắc có nhiều cô chú anh chị để ý à. Còn đây là lạp xưởng nè quý vị. Giờ lại ăn hết bỏ ngăn đông á. Đây. Chúng ta đừng phơi nữa. Phơi nắng nhiều quá nó bị chua á. Lạp xưởng này chúng ta lăn nước nha cả nhà. Nãy mình bỏ chút xíu dầu cho nó bóng khi mà nó gần cạn nước á. Cái mình bỏ chút xíu dầu vô cho nó bóng. Mình để nước lấp sắp á. Cả nhà thích ăn nữa, ngọt nữa thì bỏ nước dừa cả nhà. Chiên bằng nước dừa nha. Nay em có chiên bằng nước dừa mà em chiên nước lã. Vậy là nó gần chín chưa vậy? Chín rồi, giờ mình chỉ lăn cái cho nó vàng cái nó thôi chứ chín là anh em luộc nãy giờ rồi mà. Để cho nó nguội thì mình sắc nó mới ngon, chứ mình sắc còn nóng nó bị vỡ. Chăm ra. Cái nhà khách mấy ú buồn nôn. Ú buồn nôn thì ghét kìa. Kìa nó khét khét rồi kìa. Lan cho vàng vàng là tắt được rồi nha cả nhà. Vậy đó. Đó, đặng cho nó có màu vàng vàng nha. Nó phải khét khét vậy á. Vậy đó mới ngon nè cả nhà. Cái này ăn với bánh mì cũng ngon, ăn cơm cũng ngon, ăn xôi cũng ngon nữa. Rồi. Thôi nhìn hấp dẫn quá trời. Đó, chiên xong cái em quậy miếng nước mắm tỏi ớt. Buồn. Còn cái lạp xưởng đó giờ có làm quậy nước mắm gì không? Không. Không, lạp xưởng dễ sắc ra ăn hà. Rồi, giờ lại nấu một nồi canh bí đỏ nè quý vị. Ngon ghê không? Wow. Bí đỏ xương ống
bí đỏ xương ngon quá. Tuyệt vời. Rồi bây giờ chúng ta chút xíu nữa sẽ rim đường cho cả nhà mình xem nha. Đây là đường nè cả nhà, đường với bí bột ngọt với ớt nha cả nhà. Cho chút xíu nước mắm vô. Đường. Đây, trong đây có đường, nước mắm với lại bột ngọt nha cả nhà. Giờ lại sẽ trộn vô. Đó. Do lạc khô này á là nó không có mặn như là mấy khô kia nha cả nhà. Khô nhà lại bán thì nó sẽ không mặn như mấy khô khác. Rồi. Kẹo kẹo lại á, chứ mình bỏ vô. Cả nhà ai đã mua lạp khô cá dứa của em rồi thử làm gì nha, còn chưa thì mua. Cho kẹo chút mình bỏ vô hả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho cái phần khô vô nha cả nhà. Mình không muốn ăn vậy thì mình chiên như hồi nãy cũng được, chứ không phải bắt buộc phải làm vậy nha. Đúng cả rồi. Nhà nếu cả nhà mình muốn chiên lên hay không bình thường thì ăn cũng rất là ngon rồi, nhưng mà vợ lại muốn chế biến như thế này để xem ăn thử coi nó ngon không nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhắc xuống và cùng nhau ăn cơm nha. Đây là lạp xưởng mà hai vợ chồng lại bán nha cả nhà, rất rất là ngon nha. Lạp xưởng rất ít mỡ, giờ làm ít mỡ lắm. Cả nhà thấy miếng lạp xưởng không? Ghê. Xin chào cả nhà. Hôm nay thì tới lại quay cho vợ lại dùng nha cả nhà ơi. Đó, hôm nay tại vì vợ lại chưa ăn cơm, còn lại thì ăn cục xôi rồi, tự nhiên non ngang. Ừ, chiên khô là chắc chắn có rồi. Hôm nay thì cả nhà lại dùng món ăn cơm canh bình thường thôi. Mời cả nhà nha, mời cả nhà thử món cá dứa nha. Đây. Cá dứa thì vợ lại làm mà nó hôm nay nó đặc biệt hơn. Vợ lại có tỏi lại ăn không được hả? Dám được hả? Hôm nay có chị ba nè, má nè, bé Tiền với vợ lại. Mặc áo chấm bi đẹp quá. Cả nhà ngon lắm. Ngon ghê cả nhà. Ăn đi. Cơm. Thô đó còn ngon không cả nhà? Ngon không? Cho cảm nhận cái vị nó làm sao chị? Cho cả nhà biết. Nó rất là dai. À, nó thơm mà nó ngon, nó tả sao luôn. Mà nó vừa ăn, không mặn, không lạc. Đó vừa ăn. Khô ăn không bao giờ bị bủng nha cả nhà. Khô này ăn dai dai mà nó mềm mềm ngon ngon lắm. Cả nhà mình có ăn rồi thì cũng biết rồi đấy. Ngon lắm nha. Cả nhà lợi ngày hôm nay thì xung vầy với nhau để cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình rất là bình thường thôi. Và lợi cũng chia sẻ thì hồi tối này á lợi cũng có xem bé Thánh Súng diễn hài. Em cũng có coi nó hay ghê. Em thấy cảm nhận sao nè? Hai em coi. Ừ, nhỏ tuổi hơn em hả? Ừ, bé đó còn nhỏ mà. Dễ thương, tự nhiên mà chân thật nó nhìn cái phút khóc nó cảm động ghê luôn, giống em suy nghĩ lại giống vợ chồng hồi xưa á. Phút cuối là có chồng lên giống như anh mà có em lên vậy đó. Ừ. Hai vợ chồng mình với hai vợ chồng bé Thảo thì giống nhau cái là đều là hai vợ chồng.
chưa, bé nó chưa lấy kiểu như là quen thôi. Thì lúc y chang hai vợ chồng mình lên là tụi em giúp vậy đó. Cũng mới quen thôi, cũng mới đám hỏi thôi. Mình thì có cái đám hỏi rồi ha. Còn bé Thảo thì chưa. Quý vị và các bạn thân mến thì quý vị thấy không? Tôi em thấy livestream bán đồ đắt quá trời, em nhớ lại cái khúc y chang như mình mà bán khô gà vậy đó. Rồi bé bán đắt y chang là lúc mà hai chồng lại trời ơi vừa em thi xong về. Gói hàng rồi y chang như lúc mà mình bán khô gà mình vô mình gói vậy đó anh. Thấy giờ nhớ cảnh lại hồi xưa giống quá thì giống. Má chưa coi hả? Hình như là chưa lên chút má coi. Cái đợt của mình cũng gần gần dịp Tết vậy đúng không anh? Đúng rồi, đợt của mình cũng gần Tết vậy nè. Là Tết cái bà con trời ơi ở đúng như anh Thành nói luôn á, 63 tỉnh thành kéo về quán lại. Trời ơi, ở mọi miền luôn á, ở mọi tỉnh luôn á, tỉnh miền Tây là nhiều nhất. Tại vì lại là ở Long An, là ở đầu miền Tây. Nhớ anh cái đọc mình ha. Anh lịch 6 chỗ 4 chỗ đồ lại như cái đám cưới vậy á. Đúng rồi. Anh chị em thì ở miền Tây thì là ghé quán lại đông dữ lắm. Về quê á, về quê Tết á cái anh chị em ghé luôn. Làm cho mình nhớ cái cảm xúc đó dễ sợ. Đó là em coi nói giống mình xưa ghê luôn á. Cả nhà mình thấy không? Đâu phải là mình có nhiều anh chị, có nhiều bạn diễn rất là hay nhưng mà tại sao không được giải cao như vậy thì do cũng là cái duyên đó cả nhà thấy không? Trang lợi lại cũng nhờ cái duyên may mắn. Thì nói chung là cũng một phần là mình cũng phải đo được cái lượt khán giả, lại nói thật luôn á, lại chia sẻ thật là mình biết được khán giả như thế nào. Thánh Trúc nói là đánh tâm lý á. Cứ vô thẳng tâm lý cho em hả? Đó thì mình làm khán giả ở trường quay lúc đó vui cười thì chắc chắn giám khảo cũng sẽ vui cười, tại vì giám khảo thì cũng là giám khảo thì cũng như là một người mình khán giả đó, là một khán giả cười thì tất nhiên thì giám khảo sẽ cũng mắc cười, tại vì số đông cười thì mình cũng sẽ mắc cười thôi. Theo về cảm nhận của Lợi á thì bé Thảo rất là chân thật, và đặc biệt bé Thảo rất là thông minh. Thông minh cực kỳ. Giỏi nữa. Giỏi là vì sao? Giỏi là vì bé Thảo buôn bán này kia cũng biết bươn chải, cũng lo làm ăn. Lại rất là nể trọng, lại rất là thích những ai mà biết làm ăn á. Kinh doanh nhỏ lẻ gì không biết hay là lớn gì không biết, miễn biết làm ăn là được rồi. Đó, nên là lại rất là quý. Không biết anh chồng, anh bạn của Thảo có giống em rung không? Khúc cuối thôi, anh diễn anh cũng ra cách diễn lắm chứ bộ. Mạnh dạn, đúng rồi, cũng mạnh dạn. Còn mất tăng thì mắc cỡ. Dạ lại thì lúc đó mắc cỡ. Ngại, run nữa. Tại bây giờ này lên YouTube chứ quen như bữa đi vợ chồng son đảo ngại á. Nghe hả? Em tự cảm nhận em nói cái tiếng em nghe mắc cười thôi, không dám nói chuyện. Bé Thảo em biết khác mình là gì không? Là bé Thảo có thời gian chuẩn bị để thi Liêm Gala. Đó, thời gian rất là dài để chuẩn bị để thi Liêm Gala. Còn hai vợ chồng mình chỉ cách có một đêm là thi Liêm Gala rồi. Có mấy tiếng đồng hồ là thi tiếp vòng Gala rồi. Nên là không thể nào mà chuẩn bị được cái gì hết. Nên là lấy cái đà của cái vòng 100 triệu lên lại thi tiếp. Nói chung là diễn thì lên chắc chắn, lúc đó lại đo được khán giả thì lại diễn. Thật sự thì cả nhà thấy lại bình thường ở ngoài cũng đâu có khờ khờ như là trên sóng truyền hình đâu đúng không ạ? Có nhiều bạn bảo lại là sao mà ở ngoài đời khôn lanh quá mà sao ở trên sân khấu kỳ vậy? Thì tất nhiên rồi, lại đo được khán giả lúc đó, hiện tại ngay lúc đó là lại làm như vậy khán giả vui. Thì lúc đó lại sẽ tiếp tục lại làm để cho lại kiếm được cái phần quà, phần thưởng đó là tới 250 triệu lận, đâu phải ít đâu cả nhà, đâu phải 2-3 triệu đâu. Khi mà mình làm mà mình làm cái gì mà số tiền rất là lớn thì mình làm được cái gì đó mình làm biết đâu may mắn, thì không ngờ lại may mắn thiệt là lại nhận được giải. Lợi thì chỉ cách một đêm thôi nên khán giả có thể là có bạn hiểu chứ có bạn chưa biết, thì hôm nay lại sẽ nói là một lần nữa cho cả nhà mình biết ha.
mình cũng không phải là phân bì là mình có thời gian hay là không có thời gian. Nói chung là bây giờ bạn, cho dù bạn có thời gian chuẩn bị đi chăng nữa mà bạn không có mà may mắn, không có duyên á, thì cũng không thể nào được giải được. Nói chung là tất cả đều do như anh Thành nói, như ông trời sắp đặt hết, định mệnh, thật sự mà nói luôn đó. Y chang người ta thường nói là trời kêu ai nói dạ. Nhưng mình đâu có thời gian mà để mình chuẩn bị cho mình, cứ lên. Em nhớ lúc anh cái gì ra trước bài, anh đâu có biết gì đâu. Anh đâu có biết gì đâu. Trời, hai tụi con đi đâu có đem đồ theo đâu, có nghĩ là về đâu biết ở lại đâu. Đi xong là 8 giờ tối cái chạy vòng vòng đi ra về, chạy hai đứa chạy vòng vòng đi kiếm mua đồ mới có ở khách sạn, ngày mai mình mới vô, sáng 7 giờ là vô rồi. Bé Thảo thì nó có kịch bản đồ rõ ràng ha. Còn lại lên lại đâu có kịch bản gì đâu, là suy nghĩ trong đầu sao thì nó tình huống nó xảy ra rất là bất ngờ, rất là bình thường thôi. Đó, bé Thảo thì nó có kịch bản, còn lại thì không hề. Có, bởi vì tới nỗi không biết mấy không đem đồ, có nghĩ là lên xong rồi đi về không à. Bé dừng báo không ai tin hết. Dạ, thử là tưởng chạy. Cái gì cũng phải do may mắn hết trơn, chứ không phải là anh chị mình cứ lên sân khấu thử coi. Em không lên em còn rung á. Anh có nhớ cái khúc mà kêu tên lộn không? Là em đã rung mà mặt mày cái nét nè. Mấy là chưa bước, bây giờ phải siêu em đâu. Bước lên sân khấu là đã làm một vai diễn rồi, nên là lúc đó thì lại rất là hên luôn. Mới đầu cả nhà thấy lại nói chuyện bình thường không? Nhưng mà khi anh Thành với anh Giang nói chuyện với lại rồi á, tự nhiên nó đi theo một cái hướng khác. Nó đi theo một cái hướng là cái e rụt rè á, như anh Thành nói vậy đó. Nó đi theo một cái hướng khác, chứ không phải như cái hướng lại định trong đầu là sẽ lên diễn. Nhưng mà không ngờ cái hướng đó nó lại may mắn. Ngay thời điểm đó mọi người vui, mình vô tình mình được giải. Đó. Chứ bây giờ bình thường mà kêu lại diễn lại thì mọi người sẽ không thể nào cười, tại vì mọi người biết được cái e như thế này như vậy rồi. Đấy. Nên anh Giang mới bảo là cho lại 1 tỷ diễn ngày còn người ta cũng không cười đây. Đó, nhưng mà nếu mà cho lại có kịch bản đồ đàng hoàng, nhập vai đồ ok, lại có thể sẵn sàng thử thách đó. Đó, nếu mà có kịch bản với kịch bản đàng hoàng thì mình có thể làm theo, được hay không được thì theo sức của mình. Chứ còn bây giờ mà nếu mà làm cái cách mà như đi thi á, ở ngoài chắc chắn thì khán giả sẽ không bao giờ cười. Lại biết luôn. Tại vì ngay thời điểm đó lại làm như vậy, mọi người không có đề phòng lại như thế nào hết trơn á, thì lúc đó mọi người sẽ bất ngờ và mọi người cười và mình sẽ được giải. Lúc đó mọi người đâu có biết em sao, em là ai, em là như thế nào đâu. 100 triệu đâu biết đâu. Cái dòng 150 triệu là biết rồi. Như dòng 150 triệu biết rồi. Nhưng mà cái tình huống á, anh may mắn là bất ngờ, anh Thành cũng bất ngờ. Anh vô tình anh cười cái mình cũng được giải. Nói chung là nó cũng do may mắn và do cái duyên. Đó. Chứ không phải là lại cũng lúc đó là ăn hên, nói thẳng luôn là cũng hên. Với lại là cũng biết đo lường được khán giả họ đang thích xem cái gì. Giờ sớm chị nói trời đất ơi, có thằng em dễ thương quá trời, nó đóng cái chân hài ừ, đó coi đi coi lại hoài mà không thấy chán. Bản ta coi hoài luôn, ta nói nhiều cô chú anh chị hiểu thì người ta thương mình. Có một cô điện thoại về và nhận hai đứa làm con nuôi. Nhận hai đứa là lại nói với má nè vậy làm con nuôi luôn. Ai nhận làm mẹ ủa, con là Nam, cha con tụi mình, nhưng mà chịu hết không cho biết ngày. Không biết ngày. Bất ngờ hả? Dịp Tết này nè, chắc cô đó cũng có Tết ngày mà không thấy Tết nè má, nhưng mà cổ không cho biết ngày cổ cháu. Tôi nghĩ tôi bất ngờ. Mà bé Ngân Thảo anh thấy xứng ha, xứng đáng. Đúng xứng rồi, đáng. Em thấy rất xứng đáng luôn á. Bé Ngân Thảo rất dễ thương mọi người ơi, ở ngoài đời bé cũng rất lễ phép. Gặp ở ngoài đời rồi, bé cũng thông minh lắm. Trời ơi, bắt chụp đồ miếng đồ nhanh dữ lắm nha. Thông minh cực kỳ. Em thấy dễ thương lắm luôn á. Tối này em thấy anh coi xong mà anh tự vỗ tay mình anh không? Tiên Dương, quá dễ thương. Làm cho mình nhớ lại lúc mình thi. Ghê luôn á chị, mà bí ngon ngọt ghê nhiều lắm á, ông lạp xưởng rất là ngon luôn á cả nhà. Chúc ăn cơm xong bé má ơi, ít ăn lạp xưởng má, mà nó bắt bé ra má coi má. Yeah. Ăn lạp xưởng
Chút nữa má lên má bắt đi, má bắt má coi thử đi. Chút con lên con bắt cho má coi thử nha. Ngon không em? Ăn mấy chén rồi? Lâu giá ăn 2 chén không? Thôi nhân dịp cái clip này thì anh Lợi chúc cho bé Thảo thật là nhiều niềm vui. Hai vợ chồng em thì luôn luôn hạnh phúc bên nhau nha. Anh cũng đã theo dõi em, chúc em được trăm năm hạnh phúc, luôn vui vẻ với cuộc sống và đặc biệt mua bay bán đắt nha em. Bắt chộp cơ hội này, buôn bán thật nhiều quần áo y chang anh lúc bán trà sữa nha. Trời ơi, em bán trà sữa đắt lắm. Em bán trà sữa đắt lắm nha anh em. Bây giờ anh rất mong là em vẫn sẽ được bán đắt như là anh Lợi như vậy nha. Bé Thảo ơi, nếu mà em có xem clip này. Rồi thôi bây giờ cả nhà Lợi xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả mình ở clip sau nha. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ vợ chồng Lợi nha mọi người ơi. Bye bye mọi người đi cả nhà.